dấu hiệu nhận biết chuột chui vào khoang động cơ xe của anh em. Hay xin chào tất cả anh em đã quay lại với chuyên mục chăm sóc xe của nhà Vách Cương Kè. Và bây giờ em sẽ nêu ra một số dấu hiệu để anh em nhận biết chuột chui vào khoang động cơ xe của anh em. Khi anh em mở nắp capo ra, ngửi thấy cái mùi hôi, đó là dấu hiệu nhận biết là chuột sinh sống và làm tổ trên xe của anh em nha anh em. Dấu hiệu thứ hai thì anh em sẽ thấy là rất nhiều rác thải của chuột tha vào trong khoang máy nha anh em. Và dấu hiệu thứ ba là dấu hiệu nghiêm trọng nha anh em. Thì chuột là một loài gặm nhấm. Khi chúng đã sinh sống và làm tổ trong khoang máy thì chúng sẽ cắn phá những đường dây điện như thế này nè. Đó. Nó sẽ làm cho anh em tốn rất nhiều giờ chi phí, và thậm chí là anh em khi di chuyển trên đường nó sẽ còn xảy ra cái hiện tượng mà cháy nổ nữa nha anh em. Tránh những dấu hiệu đó xuất hiện trên xe của anh em thì anh em nên trang bị một chai xịt chống chuột của thương hiệu Liwimoli như thế này nha anh em. Đây là thương hiệu nhập khẩu từ Đức. Cách sử dụng chai xịt chống chuột này thì cực kỳ đơn giản nha anh em. Thì đầu tiên thì anh em lắc đều chai dung dịch. Đó, anh em mở nắp ra, nó có một cái vòi xịt như nè. Đấy. Anh em phủ kín hết cái những đường dây điện nha anh em. Đó, anh em xịt nhiêu em là được. Đấy. Thì chai này nó có tác dụng là chống chuột nha anh em. Cái độ hiệu quả nó đạt là 14 ngày. Thì sau 14 ngày thì anh em nên phủ lại một lần. Thì trước khi phủ thì anh em lưu ý là anh em phải vệ sinh cái khoang máy sạch sẽ nha, để đạt cái hiệu quả là cao nhất. Vừa rồi em đã giới thiệu chai xịt chống chuột của thương hiệu Liwimoli. Anh em nào đã sử dụng sản phẩm này rồi thì cho em xin một comment nha. Anh em nào có nhu cầu về sản phẩm thì em có để đường link dưới phần mô tả nha anh em. Cảm ơn anh em đã xem hết video. Anh em nào có nhu cầu hoặc thắc mắc về sản phẩm thì liên hệ hotline hoặc comment bên dưới. Và em là Khang Phụ Gia.